Đúng 4 giờ thì mình đến McDonald's. Theo lộ trình theo lịch của anh em nhóm CPC ha. Mọi người tập trung ở đây từ sáng sớm. Đó, mọi người thấy có mặt đầy đủ. Anh em đang kết nối cado với nhau. Chuyến này đi dùng cado nhiều. Đây là phần phổ biến danh sách đi và phân công từng thành viên trong nhóm. Rồi đúng 5 giờ thì mọi người bắt đầu xuất phát. Anh em đi khá đông, khoảng hơn 30 xe. Mục tiêu là sẽ ăn sáng ở Phan Thiết. Nhưng mà cũng còn tùy vào cái tốc độ đi di chuyển của đoàn nữa. Không biết đến có sớm không hay là đi trễ, tại vì kỳ này đi cũng có nhiều anh em mới như mình nè. Mình cũng chưa quen cách chạy của những anh em CPC và có thêm mấy biker nữ nữa. Khởi đầu thì mọi người di chuyển với tốc độ cũng cao. Sau đợt giãn cách này thì 5 giờ sáng thì đường vẫn còn vắng lắm, không giống như trước đây. 5 5 giờ sáng là Sài Gòn là đông đúc rồi, tuy nhiên là bây giờ thì 5 giờ sáng là vắng lắm. Đoàn đang di chuyển qua đến cầu Sài Gòn. Đợt này do là mọi người dùng cado với nhau á, cho nên là để tránh phiền trong đoàn nên mình không có nói trực tiếp trong lúc chạy. Với lại chạy với lại anh em á thì mình phải chú ý tốc độ di chuyển và quan sát mọi người nên là cũng hạn chế nói. Clip này về thì mình mới thuyết minh sau để cho anh em coi cho vui ha. Đoàn bắt đầu di chuyển trên cái tuyến đường tránh biên thành phố Biên Hòa. Chạy tấp sau mọi người, mình không có đu theo tốc độ của mọi người, tại vì mình chưa quen cách chạy của mọi người á, cho nên là mình cứ thủng thỉnh chạy theo cái cách của mình trước đã, rồi khi nào mình quen thì mình mới theo theo cái tốc độ của đoàn được. Mình chưa quen thì mình không mạo hiểm mà giữ an toàn cho các thành viên còn lại. Zin của nó cũng khá sáng đó mọi người. Mình đi chuyến này mình không có dùng đèn trợ sáng nhiều, tại vì đa số anh em trong trong nhóm này ai cũng có dùng đèn trợ sáng hết, mình thấy nó cũng đủ, mình không có bật. Mình thấy đèn đèn Zin đi với lại trời hừng sáng như vậy là nó cũng khá đảm bảo, chứ không giống như là chuyến tour đêm trước đây mình đi Đà Lạt thì buộc phải dùng trợ sáng. Giờ mình chơi
hơi nhiều dòng xe thì mình thấy đèn zin là gần như đi mấy đoạn này lúc này là khó rồi, nhưng mà GS thì là mình thấy đèn zin nó cũng khá tốt. Đi trời sáng sớm như vậy thì nó cũng có đủ ánh sáng. Có đi đêm thì xe nào như xe đó thôi. Mọi người đang di chuyển đến đoạn vào ngã ba Dầu Giây nè. Đầu là những cái chuyến xe tải nối đuôi nhau rất là dài, chở hàng hóa ha. Ở chỗ này là kẹt luôn á. Di chuyển qua được cái ngã ba Dầu Giây này cũng mất thời gian khá nhiều. Tiếp tục đi thẳng đi về hướng Phan Thiết. Quá đông. Qua được cái đoạn kẹt xe đó, bắt đầu đoàn tiếp tục di chuyển về hướng Phan Thiết ha. Đó, trời hừng sáng, mình rất là thích cái màu màu sắc của lúc mà trời hừng đông nè. Mọi người thấy phía chân trời có bắt đầu mặt trời chuẩn bị mọc á, nó có cái ửng hồng á, nhìn nó đẹp, bầu trời lúc này rất là đẹp. Theo mình thấy là cái thời khắc này là cái bầu trời nó có cái màu đẹp nhất trong ngày á. Di chuyển với tốc độ cũng khá cao. Nhưng là vẫn giữ cái khoảng cách giữa hai xe nó đảm bảo cái an toàn với là cái tốc độ di chuyển. Nhưng mà người thấy đi đi xa le ha, nếu mà đi gần nhau đi xa le. Thời điểm này thì mình thấy xe khách cũng rất là ít, toàn là xe ô tô con, xe nhà là chính, với lại xe hàng hóa là chủ yếu. Bầu trời quá đẹp, đẹp ghê. Qua qua camera hành trình nó không đẹp bằng như là mình nhìn trực tiếp đâu, nhìn bên ngoài nó đẹp lắm. Sáng sớm là bắt đầu có những người người ta hay băng qua đường, là ngoài đèn bắt xin thì phải dùng thêm còi nữa, tại vì xe mình đi bô zin nên là nó êm lắm, chạy xe mọi người nghe thấy tiếng máy không nghe tiếng bô, nên là phải có còi. Anh em dừng vào cái trạm xăng để tiếp nhiên liệu và đi vệ sinh. Do mình đi đi xong rồi quay đầu chứ không đi đi hết chặng cùng với anh em ha. Mình cũng không có mặc full giáp, mình chỉ mặc quần giáp thôi. Với lại đi di chuyển ra hướng này trong thời điểm này thì nó cũng khá nóng nên mình cũng ngại mặc giáp, đảm bảo nó thoải mái chứ nóng quá, nó mặc đồ nóng quá chạy nó cũng khó chịu. Rồi mọi người tiếp tục di chuyển.
đây thì đoàn tách ra nhiều cụm rồi, tùy vô cái tốc độ của mỗi người chạy cho nên là nó cũng hình thành nhiều cái nhóm, nhóm chạy nhanh, nhóm tổ, nhóm nhóm một, nhóm top một, nhóm giữa rồi nhóm sau, mình đi nhóm sau. Nghe nói nghe mắc cỡ quá. Di chuyển cũng khá nhanh nhưng mà với cái nón này thì mình cảm giác nó cũng khá thoải mái, nó cũng không có phải nó quá lắc như mình tưởng tượng trước đây. Bởi vì cái thiết kế của cái máy này nó cũng cho thoát gió rất là nhiều nên là nó cũng không có ảnh hưởng đến cái độ ổn định. Có thể là do cái mình chưa có đạt đến cái tốc độ giới hạn của nó cho nên là mình thấy nó vẫn bình thường. Doraemon. Cái camera 360 này nó cho phép mình làm một số cái hiệu ứng nhìn vui mắt, nhìn cho nó đỡ chán. Đến đây thì đi trên cái cung đường này vào cái giờ này là nắng nó mặt trời đang trước mặt luôn, chạy rất là chói nên phải dùng cái kính phụ để chắn bớt cái độ chói. Ở đây nếu mình đi về trong ngày trên dọc quốc lộ này thì mình sẽ thấy bận đi là mình bị ngược nắng và bận về mình bị ngược nắng luôn. Đó là cái đặc điểm cái di chuyển trên đường quốc lộ 1 cực kỳ chói luôn, không dễ chịu như cái hướng mình đi về Đà Lạt. Xe tải khá nhiều, cũng hy vọng là xe tải nhiều để nó chứng tỏ là cái nhịp sống nó được khôi phục dần dần, hàng hóa bắt đầu nó lưu thông ha. Cái chạy trên đường mà không thấy xe tải hàng hóa là cũng căng nè. Đó mọi người thấy nè, mặt trời nó chiếu trước mặt luôn. Đó, mặt trời mình chạy một hồi mặt trời nó ngay đằng phía trước mặt luôn. Rất là chói ha. Cho nên là nếu mà nó không có cái kính phụ, kính râm phụ là cũng khó chịu lắm. Mọi người đã đến cửa ngõ của thành phố Phan Thiết rồi. Mọi người phải vòng qua bên kia đường để ăn sáng, có cái quán ăn sáng đó bên kia đường. Ở đây thì mấy cái anh libero rồi đó, là đến đây là mấy anh phải đứng mấy anh chờ để anh đón chỉ đi cái hướng nào chứ không thôi là không có biết đường đi. Vậy đó mà cũng có nhiều người chạy hớ lạc luôn. Đây thì mình đứng, mình đợi mọi người ở phía sau lên rồi cùng đi luôn. Rồi, giờ thì bắt đầu di chuyển đến quán ăn. Đến thành phố Phan Thiết thì cũng muộn hơn dự kiến.
những cái ảnh cũng đặt trước, chứ đi đông quá không có làm kịp. Sáng xong rồi đoàn bắt đầu đi đi vào hướng Phan Rang, sẽ đi đường Bầu Trắng rồi qua Vĩnh Hy. Tải đi rất là nhiều ha. Tải không chứ không thấy ô tô con hay là xe khách gì đâu. Mọi người tiếp tục chạy trên đường quốc lộ 1 chứ không có đi vào cái hướng của Phan Thiết. Trước đây thì vào thành phố Phan Thiết là cũng phải khai báo y tế rồi á, nhưng mà dạo này thì mình thấy hình như không còn chốt nữa. Anh em đi khá đông ha. Đi 30 xe đó mà kiểm soát còn khó đây, mà vẫn có thành viên bị lạc. Đi những cái tour mà 100 mấy xe, thậm chí 200-300 xe, là cái chuyện quản lý phân công thành viên trong đoàn nó rất là khó khăn. Nói đơn cử nội cái chuyện mà mình có tự giác tuân thủ theo cái sự hướng dẫn của những cái thành viên được là gọi là dẫn đoàn, chốt đoàn hay không, mình thấy đâu phải anh em nào cũng tự giác tuân thủ đâu, đúng không? Chuyện quản lý cái đoàn đến nơi về chốn không lẹt ai, không để sót ai, nó rất là khó. Để đi tour với đoàn thì nó có cái dễ mà nó cũng có cái khó. Đi tour một mình thì nó cũng vậy, nó cũng có những cái dễ mà không có những cái khó. Những cái khó của đi đồng hành là ví dụ mình có vấn đề gì đó là mình phải tự xử lý, chứ không ai giúp mình được hết. Bù lại thì cái đi đứng nó linh động hơn, mình không phải phụ thuộc vào lộ trình của đoàn đã đặt ra.
đường này là đường đi vào màu trắng từ quốc lộ đi vào nãy chạy hớ. Sao hớ hoài vậy? Cam mình gắn ở phía sau xe ha.
đi qua có những cái góc nhìn nó khác nhau, nhìn nó lạ mắt. Với lại đi đoàn á, có cái góc nhìn này thì sẽ thấy được những thành viên, thấy được những cái thành viên chạy trong đoàn phía sau, nhìn nó rất là đẹp. Mấy đoạn dốc này mà để hạn chế tốc độ thì chết luôn. Trụ điện gió quá trời nè. Vắng quá vắng ha, chắc chỉ có mỗi đoàn là đi chứ bình thường chắc cũng ít xe, không có xe máy. Bên tay trái mọi người là thấy cái nguyên một vạt những cái cây lá vàng ha. Gần đây trên Facebook có nhiều biker chụp hình check in đây nhiều lắm nè. Nên mình đi đoạn đường này mình mới biết nó là ở đoạn đây. Đó, lá vàng. Rực luôn. Nhìn rất là đẹp. Mọi người tiếp tục đi về hướng của Bầu Trắng. Bụi lắm mọi người. Bụi cực kỳ luôn. Bụi, nắng và gió. Là đặc sản luôn. Chạy thích. Ít xe, không có giao lộ. Đường thẳng tắp, cua lơi. Rất là lý tưởng để mà chạy xe.
Phía trước mặt mình là anh Mai Nguyên, Mai Nguyên Vlog. Mọi người đã tiến vào bầu trắng rồi. Con đường huyền thoại của các biker ha. Vào đây là gặp mấy anh sport là đóng ít nhất là 2 xỉ không à. Ở tốc độ này thì cái nón này nó bắt đầu giật. Nó giữ cái máy á. Mình chưa có nâng cái kiếng chắn gió của xe lên. Nếu mà nâng lên thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà cái nón này nó không quá nhẹ mà nó không có nặng. Nhưng nó không quá nhẹ. Như cái calim này nó quá nhẹ. Nếu mà đi đường xa mà chạy nhanh thì nếu mà đội cái nón nó quá nhẹ đó thì nó sẽ không có đập. Chung về trọng lượng là mình thấy con này là hợp lý. Phần êm này nó cũng khá êm. Mình đội đến thời điểm này thì mình thấy nó không có mỏi, không có cấn, không có gì hết trơn á. Rất là ok. Mọi người dừng ở đây để check in sống ảo. Đến được điểm này thì cũng một số thành viên bị lạc đi vòng ở ngoài đường quốc lộ, không có vào đây được, phải hẹn gặp nhau ở ngoài quốc lộ để chạy ra. Có cái view biển rất là đẹp. Ở đây thì đây là mình clip cũng khá dài, mình xin tạm dừng ở đây ha. Còn một cái phần nữa thì mình sẽ làm trên đường về.